quá là chất và đẳng cấp trong tầm giá. Em đang nói đến con Superbot Denson 1200 và đơn của anh Thanh Lâm, anh Thanh Lâm ở Long An anh đặt bên chúng em. Với cái giá hiện nay chúng em công khai luôn là giá 2.100.000 đồng và nó có thể xê dịch lên thêm 100 đến 200 nữa tùy vùng miền địa lý nha các bác nhá. Và anh Thanh Lâm anh vừa lúc sáng anh đặt bên chúng em thì sáng nay em đã test luôn và để kiểm tra hàng để đưa đi cho anh. Với cái con này thì như lúc chúng em đã nói với anh đó, nó là bản Denson, một cái phiên bản mới ra mắt hiện nay. Với cái phiên bản này thì nó em vặn nhỏ volume một chút nhé để em đã giới thiệu về sản phẩm. Và quay lại nhân vật chính, với cái phiên bản này thì chúng ta sử dụng, trong quá trình sử dụng chúng ta không phải lo là nó bị bám bụi hay là trẻ nhỏ sờ vào nó có vân tay như phiên bản năm 2018 vừa qua là phiên bản đen bóng. Và cái tiếng của nó đánh ra thì nó có phần là lực hơn cái phiên bản trước. Chúng em sẽ tăng volume lên để cho anh cảm nhận và để các bác theo dõi video này cảm nhận nhé. Và em ơi, con này sở hữu bát 30 ba tấc anh nhá, dòng bát đối đất. Vì dòng trầm AM 1200 của Bose này thì kể cả phiên bản sơn bóng này và phiên bản gỗ màu vân gỗ như năm 2018 vừa qua thì nó đều là bát đối đất và dòng bát 3 tấc 30 đấy. Em mà quay ra mặt sau một chút, vì giờ dòng súp điện nên nó sẽ có những cái thiết kế phổ thông như là chúng ta có đường đây. Mọi lần em cái hay nó cắt cốt nhưng mà thật sự cũng nhiều, ít rất là nhiều các bác lớn tuổi cũng không hiểu là cốt là gì. Những như cái bác mà ít tìm hiểu về những cái từ chuyên môn thì em nói đây là cái này là chúng ta nghe ở các giải tần số. Như chúng ta về sâu xuống đây, tăng lên dần thì nó sẽ có thể những cái trong cái tiếng trầm nó có đưa được thêm giải mid và giải chép. Gần như chép không có nhưng sẽ có giải mid và gọi là giải lời ấy. Thì chúng ta muốn nghe nguyên tiếng trống mà nó có cảm giác nó đánh nó sâu sâu xuống thì chúng ta nên về hết đi. Như theo em thì gần như về đến tầm 40 hertz này. Con này nó sẽ dao động từ 40 cho đến 150 hertz. Thì chúng ta tăng lên, càng tăng lên thì nó sẽ càng có tiếng lời vào. Và chúng ta càng giảm đi thì nó chỉ có nguyên tiếng trống và giảm nữa xuống thì nó chỉ có những cái tiếng trống nó đánh nó cảm giác như sâu sâu xuống ạ. Và bên này là volume thì chúng ta tùy vào cái thiết bị dàn nhà mình, chúng ta nghe, chúng ta muốn nghe dày trống khỏe trống như to lên. Và thường thường chúng ta không nên khai thác quá thì nó sẽ bị ù, nó không phải ù ở đây là ù kiểu không ra gì mà nó tiếng trống nó to quá chúng ta không thể nghe được, không cảm nhận nó hay được. Và đảo pha đây này. Đảo pha là cái đảo cái đường tín hiệu vàng. Nếu như chúng ta mà kết hợp với dàn âm thanh thì chúng ta mà chúng ta nghe cái tiếng trống của con súp nó yếu hay là tiếng bát của đôi loa như mình nó yếu thì đấy nó đang ngược loa, nó đang triệt tiêu lẫn nhau, đang triệt tiêu tiếng trống của nhau đi. Cái đấy nó đang ngược như kiểu dạng ngược âm dương ấy. Thì chúng ta nên đảo lại để khi nó có đồng pha với nhau thì nó sẽ phát huy tốt và nó thể hiện tốt, trình diễn tốt về cái dàn siêu trầm. Và kể cả đôi loa như các bác nữa, nên như các bác đấu một đôi loa mà các bác đấu ngược dây thì bao giờ nó chỉ có được cái tiếng trung và tiếng chép thôi, còn tiếng bát thì nó rất là yếu. Cái này nó cũng vậy, nên các bác sử dụng vào cái này thì nó không cứ về gạt lên hay gạt xuống nhé các bác nhé. Các bác phải ghép dàn nhà các bác xong các bác nghe và cảm nhận được các bác điều chỉnh sau. 11 foot và line hoa sen thì các bác biết rồi đấy, 11 foot thì đưa đường tín hiệu trực tiếp từ cầu đỏ đen của tăng âm âm ly hay là đẩy nhà mình, còn line hoa sen thì chúng ta lấy từ đường line hay là đường rec hay là đường xuất xúc âu của vang ra thì chúng ta đưa vào đây. Em sẽ tăng volume lên chúng ta cùng cảm nhận. Anh Thanh Lâm anh ở Long An, anh Thanh Lâm anh ở Long An này. Anh có đặt bên Hoàng Long chúng em một chiếc súp thì em đang kiểm tra test và xong chúng em sẽ đưa ra bộ phận đóng hàng để đóng hàng gửi đi cho anh. Và cũng đủ thời lượng đây nhỉ, em sẽ dừng video để chuẩn bị test những đơn hàng khác và đưa ra đơn vị đóng hàng để đóng hàng cho anh để gửi đi trong ngày hôm nay. Em xin thay mặt toàn thể anh em trong công ty Hoàng Long
xin thay mặt tập thể Hoàng Long ạ, xin chân thành cảm ơn anh Luân, anh Lâm, em xin lỗi anh Lâm, em hay nhầm.